Xin chào các bác ạ. Em chào các bác cùng câu. Xin chào các bác ạ. Hôm nay thì trong clip này, anh em chúng em sẽ giới thiệu tới các bác một chiếc súp điện Bát 40, hàng nhập khẩu chính hãng, chính ngạch, mang thương hiệu của PS Audio. Và sau sự đánh giá rất tích cực của người trải nghiệm thực tế, đó chính là khách hàng, là đánh giá rất tích cực đối với mẫu súp 2023 của nhà hãng PS Audio, là mẫu súp SD12, SD15 và SD12 Pro, thì nhà hãng đã cho ra mắt luôn thị trường phiên bản mới của 2024 Bát 40, đó chính là PS SD15 Pro. Thì như các bác đã biết, dòng súp điện là thiết kế là tích hợp luôn cho bản thân là một vi xử lý mạch công suất ở tại trên súp, và các bác chỉ cần là một dây tín hiệu được kết nối từ trên nâng tiếng, trên vang hoặc là trên âm ly xuống dưới súp thì có thể là đã ra tín hiệu đánh tiếng bát, tăng thêm cái độ uy lực ở trên bộ dàn cũng như là tăng thêm cái cảm xúc của người nghe, người hát karaoke trên bộ dàn của các bác ạ. Thì chiếc súp này thiết kế là bát 40 cho nên là đánh rất là uy lực và phù hợp với những không gian gia đình khoảng từ là 35 tới 40, 45 mét vuông các bác ạ. Thiết kế súp thì rất là bắt mắt và công nghệ rất hiện đại, từ cái phần e căng súp này. Đấy. Cái căng này, ở bên trong là cái viền gỗ thôi nhá. Ở bên ngoài này thì là cái màng vải. Đấy, màng vải này nhìn rất là đẹp. Và logo của PS Audio. Đấy, kết hợp màu đen và màu trắng, sáng rất là sáng này. Em tháo cái phần cái căng này ra này. Hàng chính hãng của PS thì sẽ có tem. Đấy, thứ nhất là tem cái công nghệ của Mỹ và tem để check hàng chính hãng này và check được kích hoạt bảo hành của sản phẩm. Thì đây các bạn, về phần mặt bát này, gân là gân cao su rất là dày và rất là to. Đấy, cái này thì đánh chịu lực lớn này, và màng là màng carbon offer lồi keo này, các bác thấy không ạ? Cái đường nét bôi keo của cái phần offer này nó rất là sắc nét. Em có thể là cho anh biết kích thước của súp này được không? Ok, đợi một chút, trong lúc bạn đi lấy thước sẽ quay bác về phần thông số, phần hậu của loa. Model loa các bác biết rồi, đây là model phiên bản mới PS SD15 Pro và giải tần là 28Hz cho tới 150Hz để xúc điện, là gân cao su tiếng nó xuống rất là sâu, tiếng bát đánh rất sâu không nhá. 28Hz đến là 150 cộng trừ 3dB và công suất là 450W, đây là công suất tối thiểu các bạn ạ. Thì vi mạch xử lý này nó đã là trên 450W, có thể đánh với cường độ lớn hơn. Thì trở kháng 8 ohm, công nghệ của thương hiệu PS Audio độc quyền. Nguồn điện vào là sử dụng nguồn điện là 220V. Tem của nhà hãng đây các bạn. Thì giới thiệu các bác các đèn cảnh báo, đèn tín hiệu và cũng như là các phím tinh chỉnh của chiếc súp này. Đầu tiên là đèn màu đỏ, là đèn clip, là tức là cảnh báo công suất. Khi nào mà các bác đèn đỏ nháy thì tức là công suất nó đang rất lớn và chạm ngưỡng, thì các bác có thể là đạt đỉnh, dừng lại ở đó, cho không cho to nữa. Đấy. Và thứ hai, đèn single là đèn vàng, đây là tín hiệu trung bình, và single màu xanh là tín hiệu đầu vào. Gần như là khi có tín hiệu nó sẽ sáng đèn single màu xanh này ạ. LPF là giải tần của chiếc súp này, thì 50Hz tới 150Hz, tức là có thể cắt xử lý. Đấy, cắt xử lý thì thường thường cái phím LPF cắt cốt này thì các bác nên để khoảng tầm là 100 trở về. Đấy, 100 trở về nó ở khoảng này. Đấy, các bác có thể để tầm 11 giờ nhé. Thứ hai là pha từ 0 tới 80. Đấy, con này có thể đảo pha linh động, tức là ngoài cái vấn đề là từ 0 đến 180, các bác có thể là đảo pha ở khoảng cách khác nhau từ 0 đến 180 này. Đấy. Đảo pha này thì làm cho nó đồng pha delay của tiếng bát súp này, nó đồng pha với cả tiếng bát của loa, nghe nó sẽ cộng hưởng, tiếng bát nó sẽ chắc tiếng hơn và gọn gàng tiếng. Đấy, cái đảo pha rất là quan trọng ạ. Các bác về để thử cái phần bên này để không, nếu mà cảm giác như là súp nó vẫn nhanh hơn hoặc là chậm hơn so với tiếng bát của loa thì các bác đảo sang bên này giúp em nhé. Và đảo ở khoảng nào cảm thấy là tiếng bát của loa và súp nó trùng nhau, nghe đồng pha thì các bác dừng lại ạ. Và volume là to nhỏ này, min là nhỏ, max là cao nhất cực đại. Đấy, thì cái này tùy thuộc vào không gian và tùy thuộc vào cái gu của mỗi người chơi.
tín hiệu đầu vào sẽ hai rắc cắm, nhưng mà các bác chỉ cần cắm một rắc là rắc in ở cái phần line input này, rắc đỏ các bác nhé. Đấy, và một rắc tín hiệu nữa ở rắc Canon này, các bác thích cắm rắc hoa sen cũng được, cắm rắc Canon cũng được. Nút nguồn, khi có đèn nguồn sẽ báo đèn ở đây, thanh tản nhiệt. Và chiếc súp hơi 340 này thì thiết kế lỗ thông hơi phía sau. Lỗ thông hơi phía sau cho nên là khi các bác sử dụng để cách tường hoặc vật cản khoảng tầm 10 đến 15 cm giúp em nhé. Đấy, thì nó lỗ thông hơi này nó thoát được tiếng khi mà đánh cường độ cao. Đấy, nó không bị ù dề. Đấy, em sẽ đo kích thước cho các bác mình xem ạ. Về chiều ngang có kích thước là ngược rồi em đứng sang bên này đi. Về chiều ngang có kích thước là 48 cm. Chiều sâu sẽ là 50 cm. Và chiều cao tính cả chân sẽ là 55 cm các bác nhé. Đấy, về kích thước của súp này các bác có thể tính là để vào không gian làm sao mà cho phù hợp. Và hôm nay thì lên sóng để giới thiệu tới các bác và anh em một dòng súp điện Bass 40 phiên bản 2024 của nhà PS Audio SP15 Pro và giá thành rất là hợp lý thôi các bạn. Một chiếc súp bóc hầu hàng mới, hàng nhập khẩu chính hãng, tiếng bass đánh ra rất sâu ý lực. Ok, không cần nói nhiều nữa, bây giờ sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm trực tiếp luôn chất âm của chiếc súp điện Bass 40 này. Xin mời các bác cùng theo dõi ạ.